Hello anh em, chào mừng đến với MGN Esports. Tuần thi đấu trước của VCS mùa hè 2022 chứng kiến sự trở lại vô cùng mạnh mẽ đến từ vị trí hai đội tuyển mạnh nhất mùa giải trước Ngân Đàm và Nghệ Châu. Những chiến thắng liên tục trước các đội cửa dưới và cả kèo khó của cặp búa con này đã giúp họ góp mặt trong top 4. Đây là thành tích rất đáng khen của GAM và SGB khi chỉ mới vài ngày trước đó, Ngân Đàm còn đang chật vật tìm đường vào top 4, của Nghệ Châu thì phải đứng ở nhóm trụ hạng. Tại tuần 5 VCS chuẩn bị diễn ra, nhà đương kim vô địch và đương kim Á quân mùa trước sẽ có lần thứ hai đụng độ nhau trong khuôn khổ mùa giải này. Liệu sẽ lại là một kèo châu con gặp búa gàm như những mùa trước, hay một cú úp bô bất ngờ của Ngài Châu lên đầu Ngân Đàm giống trận lừa đi? Hôm nay anh em hãy cùng với MGN Esports phân tích và dự đoán cặp đấu kinh điển của VCS này nhé! Trước khi đi vào vấn đề chính, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại hành trình đầy thăng trầm gần đây của Ngân Đàm và Nghệ Châu. Đầu tiên là Ngân Đàm, nhà đương kim vô địch VCS mùa xuân, đồng thời cũng là huy chương vàng SEA Games 31 với tư cách đội tuyển quốc gia Việt Nam. Bản thành tích con nhà người ta như vậy vào nửa đầu năm giúp GAM được buff làm thánh, làm thần trước thềm VCS mùa hè 2022. Thậm chí trao luôn một vé tham dự chung kết thế giới cho GAM, khi đó thì chắc cũng không ai phản đối trừ các SE con. Nhưng những gì xảy ra với GAM ở đầu VCS mùa hè trước lại hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của hầu hết người xem. Ngay trong trận đấu khai màn, Ngân Đàm đã bị con mồi yêu thích của mình là Sân Đè đấm vỡ mồm. Thất bại thôi thì cũng đã đáng trách, nhưng đáng chê hơn nữa khi đó là trận thua đầu tiên của GAM trước SE trong khuôn khổ VCS kể từ khi hai đội cùng góp mặt ở giải đấu này vào mùa xuân 2021. Những lần gặp nhau trước, chuồng gà không nằm sấp thì cũng nằm ngửa trước kho tiền. Sau trận thua muối mặt trước Sân Đè, Ngân Đàm chưa kịp sốc lại tinh thần thì đã tiếp tục bị úp một cái bồ khác lên đầu. Thủ phạm khiến các GAM con phải gặp ác mộng lần này là Sài Gòn Buffalo, con trai cưng của chính GAM. Trong những lần đụng độ nhau ở các giải VCS gần đây, SGB dù có điểm rơi phong độ tốt như thế nào thì cũng đều luôn phải gọi GAM một tiếng bố. Nhưng trong trận lượt đi VCS mùa hè năm nay, vai vế giữa hai bố con đã thay đổi chóng mặt khi Ngài Châu thông nát ít Ngân Đàm không chừa một phát nào. Sau khi trận đấu kết thúc, tỷ số 2-0 dành cho SPTC Good Brother cũng đã nói lên sự áp đảo của Ngài Châu trước Ngân Đàm trong cuộc đụng độ tầm điểm này. Không lâu vào tuần sau đó, Ngân Đàm tiếp tục phải nhận thêm một thất bại nữa trước một đội top trên khác, lần này là cún ba đầu Cerberus. Đây là trận đấu tái hiện trận chung kết VCS mùa đông 2021 và cũng kéo dài đến ván thứ 3 một cách đầy kịch tính. Và mặc dù đã bỏ đi cái tôi trong đội hình, nhưng cún ba đầu vẫn có thể chiến thắng Ngân Đàm với tỷ số 2-1 nhờ màn trình diễn đỉnh cao của hung thần Yado, hàng thải trước đây của chính Ngân Đàm. Sau 3 trận thua trước đối thủ cạnh tranh lớn nhất, Ngân Đàm khi đó đã trôi tuột xuống đáy của xã hội. Phan Gam thì dọn vào hang ở, ăn khoai mì trộn cát, uống nước sôi bác bó, ra đường phải cúi mặt xuống mà đi chứ bị phát hiện là Gam con thì nhục nhã nào chịu cho nổi. Thậm chí hai chiến thắng liên tiếp khi đối đầu với Ẩn Mật Giáo và Cá Voi kế đó cũng không thể khiến các Gam con an tâm tuyệt đối vào Ngân Đàm như trước kia, một phần vì kho tiền đã phải rất nhọc nhằn mới đánh bại được các đối thủ này. Thế nhưng trong trận đấu gần nhất của Ngân Đàm, đế chế áo vàng đen đã thực sự lấy lại hình ảnh đỉnh cao khi cùng nhau ăn bữa tối với món gà hồng xào xà ớt. Đó là một cặp BO3 mà nhà đương kim vô địch VCS đã thi đấu cực kỳ bản lĩnh trước SE để lội ngược dòng thành công từ thế bị đối thủ mở tỷ số. Nên nhớ ở mùa giải này, Sân Đè đã không còn quá yếu như hai mùa giải gần đây nữa mà đang được xem như một đội top đầu cạnh tranh cúp vô địch và vé đi chung kết thế giới. Vì thế chiến thắng nhọc nhằn này của GAM cho thấy anh Khánh Béo và đồng bọn đã gần như lấy lại được vị thế nhà vua. Ngoài ra, sau trận siêu kinh điển với phần thắng dành cho màu áo vàng đen, Ngân Đàm cũng chính thức sút Sân Đè ra khỏi thứ hạng 2 trên bảng tổng sắp và đích thân GAM ngồi vào vị trí đó thay cho chủ chuồng gà. Hiện tại, tập đoàn GAM con đang gáy vang trời vì chỗ thành tích khả quan của đội nhà gần đây, đồng thời cực kỳ tự tin rằng Ngân Đàm sẽ tiếp tục đòi thành công một món nợ khác trong trận siêu kinh điển VCS sắp tới với Ngài Châu. Có lẽ đối với Ngân Đàm, mùa giải bây giờ mới thực sự bắt đầu. Chuyện tương tự cũng xảy ra bên phía chiến tuyến của SPTC Good Brother. Trước khi mùa giải năm nay bắt đầu, SGB chắc chắn được đánh giá là một trong hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chiếc vé đại diện VCS tham dự chung kết thế giới bên cạnh búa GAM. Sở dĩ nhiều người đề cao sức mạnh của Ngài Châu như vậy là vì ở kỳ MSI kết thúc cách đây vài tháng, đoàn quân của Ngài Ren đã lần lượt úp bô DFM, Hề 2 phở Sài Gòn, đánh cho chai nước tường Gumayusi liệt tay đến tận này và suýt thì thắng luôn cả đội vô địch Royal Ngu. Thế nhưng cũng giống như Ngân Đàm, giai đoạn đầu mùa VCS hè năm nay lại là một thảm họa đối với Ngài Châu. Ngay trận đấu đầu tiên, đội tuyển đã bị Ngài Châu húc không chừa một phát nào tại mùa trước là cún ba đầu nên đã quay trở lại cắn chết SGB. Đó là trận đấu mà người Việt Nam không có dở, người Hàn cũng không có dở, chỉ có Ngài Ren dở thôi. Trong những trận đấu sau đó, kết quả cũng không khả quan hơn chút nào với SGB khi Ngài Châu lần lượt bị Team Secret và người anh em tốt là SBTC đánh bại. Đến lúc kết thúc tuần thi đấu thứ 3, Ngài Châu đã đứng ở vị trí áp chót trên bảng tổng sắp và rất nhiều người dần tin rằng nhà đương kim Á quân VCS sẽ phải đánh trụ hạng mùa này. Khi nghĩ đến viễn cảnh rớt từ top 6 MSI xuống VCSB, gần như tất cả châu con đều không còn có thể ăn cỏ với thái độ bình thường được nữa. Kể cả khi SGB đã có lần đầu tiên đả bại được ông bố GAM, sau nhiều lần nằm ngửa thì kết quả này cũng chưa giúp gì được cho Ngài Châu ở mùa giải năm nay. Nhưng cũng trong tuần thi đấu thứ 4 vừa kết thúc, giống với Ngân Đàm, Ngài Châu cũng có liền hai chiến thắng không thể nào quan trọng hơn. Đầu tiên là trận thắng 2-0 dễ dàng của SPTC Good Brother trước AS Esports. Sau khi không thể giành chiến thắng trước SPTC ở lượt đi, bạn thân của SE đã có màn trả thù ngọt ngào dành cho anh của SE.
Sau đó trong trận đấu lượt về đầu tiên, SGB đã có thêm một trận đấu hủy diệt nữa. Nạn nhân lần này là Cerberus, cũng là đội đã thông ngài châu hai phát không gỡ ở lượt đi. Sau một thời gian ngậm đắng nuốt cay, cuối cùng SGB đã có thể hủy diệt cún ba đầu thêm một lần nữa để chứng minh người Việt không dở, người Hàn cũng không có dở, chỉ Post và Leeds mới dở thôi. Hai chiến thắng then chốt này của SGB đã đưa ngài châu trở lại với một vị trí trong top 4 và chính thức trở lại với cuộc đua vô địch năm nay. Thế nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì SBTC Good Brother sắp sửa phải đối diện với một tuần thi đấu thứ 5 cực kỳ nặng. Hai đối thủ của ngài châu trong tuần này lần lượt là Ẩn Mật Giáo và Gần Đàm, hai đội tuyển đang có phong độ cực cao. Nhưng chắc chắn trận siêu kinh điển VCS giữa SGB và GAM sẽ đáng xem và có tính chất quan trọng hơn cả, vì cả nhà đương kim vô địch và đương kim á quân có số điểm sấp xỉ nhau trên bảng xếp hạng. Do đó trận derby bố con này không khác gì một cuộc chiến tranh giành vị trí trong top 4. Ngược lại với SGB, GAM chỉ phải tiếp đón anh của SE trong trận đầu tuần thi đấu thứ 5. Vì chênh lệch giữa đội tuyển của ngài 2T với những đội top trên vẫn còn rất xa, nên gần như chắc chắn Gần Đàm sẽ có thêm một chiến thắng nữa bỏ túi và làm đòn bẩy tinh thần trước khi đánh trận derby VCS vào ngày thứ 7. Hiện tại, cả ngài châu và Gần Đàm đều đang có phong độ khá cao, trong khi sức mạnh đội hình của hai đội đều đã ở mức hàng đầu VCS từ mùa trước. Nếu tiếp tục thi đấu như cách đã giành liên tiếp hai chiến thắng vào tuần trước, thì chắc chắn SGB và GAM sẽ cống hiến cho khán giả một trận derby VCS mãn nhãn vào thứ 7 tuần này. Sau một tuần đấu quá thành công, những điểm yếu của Gần Đàm đã bị che mờ bớt khi phong độ đỉnh cao từ các tuyển thủ quay trở lại. Ở khu vực đường trên, tuy vẫn còn phải thở oxy rất nhiều và vẫn chưa tạo thành một chốt chặn vững chắc như trước kia, nhưng chiến thần Kiaya ít nhất đã không còn bị úp bồ liên tục nữa. Ngay cả khi phải đối đầu với sát thần Emperor, người đã cho chiến thần biết ai là cháu, ai là ông nội lượt đi, thì Kiaya vẫn có thể cầm cự rất tốt, thậm chí solo kill ông nội để gián tiếp đem về chiến thắng cho Gần Đàm. Ngoài anh Khánh và ngài Phê đã ổn định phong độ từ nhiều trận trước, thì khu vực đường dưới với sự trở lại của BE cũng dần trở thành mũi nhọn gánh đội đáng sợ của Gần Đàm mùa hè năm nay. Bên phía SGB, ngài châu không có sự tiến bộ nào rõ ràng, chỉ đơn giản là phong độ của đội tuyển top 6 MSI đang trở lại cực kỳ mạnh mẽ. Có thể thấy ngài châu vẫn thường xuyên sử dụng lối đánh như khi tham chiến ở MSI, và đây cũng là phong cách phù hợp nhất với chất lượng tuyển thủ của SGB hiện tại. Cụ thể, ngài châu sẽ có hai mũi nhọn gánh đội là cánh đường trên của ông nội Hasmet và đường dưới của Shogun cùng ngài Taki, để chắc chắn là những ngôi sao có khả năng solo carry tốt nhất của SGB và của cả VCS nếu được tập trung tài nguyên. Ở đường giữa, ngài Ren đã tìm ra con bài ca sĩ ung thư do ngài X đi chạy show liên tục cùng đồng đội. Mặc dù lối chơi này sẽ khiến ngài châu bị thoái hóa cuộc sống, nhưng rõ ràng khả năng lãnh đạo đỉnh cao của ngài X cho thấy ngài không cần phải cầm tướng carry mới có thể gồng gánh SGB đến thắng lợi. Dĩ nhiên, không thể không kể đến ngài Bin, người đang thực hiện vai trò gắn kết và bảo kê các đường đua của SGB cực kỳ xuất sắc trong những trận đấu gần đây. Có lẽ cuối cùng ngài Bin đã thoát khỏi cái rớp chỉ biết chơi game ở mùa xuân. Về tương quan lực lượng, ở khu vực đường trên lúc này có thể là lần đầu tiên ông nội Hasmet nằm kèo trên hoàn toàn so với cháu trai Kiaya. Phong độ của chiến thần tuy đã được cải thiện hơn, nhưng so với khả năng solo carry hiện tại từ Hasmet thì rõ ràng là một kèo thua dành cho bố của Cheros. Trong khu vực rừng, như tụi mình đã nói, ngài Bin đang có phong độ rất tốt và đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung lẫn lĩnh vực trash talk của ngài châu. Tuy nhiên, người đang có số điểm MVP nhiều nhất bên phía Gần Đàm vẫn là Levi, cho thấy ảnh hưởng của anh Khánh Béo lên lối chơi của GAM vẫn quá lớn. Đồng thời, khả năng lãnh đạo đội và định đoạt trận đấu của Levi đến thời điểm này cứ phải gọi là số 1 VCS chưa có ai tiệm cận được. Vì thế, trong kèo đấu rừng này, dù ngài Bin đã tiến bộ hơn rất nhiều so với một năm trước, nhưng Levi vẫn đóng vai bố. Đến trận chiến ở đường giữa, hai tướng lĩnh cấp cao trong liên minh ngài VCS là ngài Phê và ngài X sẽ có một cuộc đụng độ siêu kinh điển. Cả hai ngày trước đến nay đều không quá nổi tiếng về trình độ xử lý kỹ năng hay một tay gánh đội, nhưng bù lại, khả năng điều hướng các đồng đội của hai ngày này thì đã ở một đẳng cấp khác biệt hoàn toàn so với những đường giữa khác tại VCS. Trong trận derby bố con sắp tới, có thể tâm điểm nóng nhất không phải là đường giữa, khi mà ngài X nhiều khả năng sẽ đánh tướng hỗ trợ, còn ngài Phê thì đóng vai trò bảo kê cho đội. Nhưng đây vẫn là vị trí rất quan trọng quyết định đến kết quả của trận đấu, và lúc này, giữa ngài Phê và ngài X vẫn đang là tỷ số hòa. Cuối cùng, ở khu vực đường dưới sẽ là tâm điểm trong trận siêu kinh điển này nếu có sự góp mặt của bộ đôi xạ thủ hỗ trợ hay nhất VCS mùa trước. Lẽ ra Shogun và ngài Taki sẽ ở thế cửa trên hoàn toàn vì cặp đôi này chưa từng đánh mất phong độ cao kể từ khi bế nước tương Guma Yushi lên xe lăn. Nhưng trong tuần thi đấu vừa rồi, với sự trở lại của BE, Star đã phần nào trở về phong độ đỉnh cao như hồi mùa xuân. Trong trận đấu sao cao hồng xả ớt tuần trước, chính khả năng thi đấu cực tín của Star và BE trong các pha giao tranh từ giữa trận trở đi là yếu tố quan trọng giúp Gần Đàm giành chiến thắng và chiếm vị trí hạng 2. Giờ thì Gần Đàm có thể dõng dạc tuyên bố Who Need Diff Kit, tuy nhiên Shogun cùng ngài Taki vẫn sẽ nằm thế cửa trên. Qua những phân tích về tương quan lực lượng có thể thấy với phong độ hiện tại, ngài châu đang có nhiều vị trí nhỉnh hơn Gần Đàm dù thứ hạng thấp hơn. Vì thế trận derby VCS tuần này là cơ hội lớn cho SBTC Good Brother có thể cân bằng hoặc rút ngắn khoảng cách điểm số với GAM trên bảng xếp hạng. Nhưng xét về yếu tố tâm linh, ở trận siêu kinh điển lần này, nhiều khả năng Gần Đàm sẽ lại nằm trên ngài châu. Đơn giản vì trong lịch sử đối đầu suốt từ lần đầu tiền thân của SGB là Young Generation đụng độ GAM ở VCS, ngài châu chỉ thắng được Gần Đàm có 5 lần tính cả trận hủy diệt 2-0 hồi lượt đi cách đây không lâu. Không chỉ thua các trận vòng bảng, mà Young Generation và Sài Gòn Buffalo còn có khá nhiều lần bị GAM úp bồ trong những trận bán kết hoặc chung kết quan trọng, đến mức phải cung kính gọi Gần Đàm một tiếng bố mỗi khi hai đội gặp nhau. Dĩ nhiên trận derby bố con thứ 7 tuần này cũng không phải ngoại lệ, và theo dự đoán của MGN Esports, nó sẽ lại là một trận derby căng thẳng nữa kéo dài đến 3 ván tại VCS mùa hè năm nay, kết thúc với tỷ số 2-1 dành cho GAM Esports.